quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Một mình em tự làm mọi thứ như này thì em có thấy mệt không? Không, em chỉ thấy ông bà vui là em vui rồi. Đẹp không? Có. Có à? Vâng. Đấy, đây như này thì rất là mới, em thử dơ xem nào, xem ấm không? Có. Đấy, đấy rất là đẹp này cô bác này, đấy những cái bộ. Con cảm ơn bà đã gửi những quần áo cho em của con. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay thì cháu Lực rất là vui mừng khi có cảm nhận được cái thời tiết đã không có mưa nữa rồi cô bác. Và có kèm theo đó thì cháu Lực thấy là mặt trời đã có một chút hưởng nắng rồi cô bác. Như đường mọi cái thì cũng đã dần dần khô rồi. Hôm nay thì mới là nắng hôm đầu tiên thôi. Thì đâu đó phải nắng độ tầm 2 đến 3 ngày thì vật liệu thì mới có thể là lên được tới nhà của em Sử cô bác. Và trong thời gian mà vật liệu chưa có vào được ấy cô bác thì cháu Lực sẽ cùng anh thợ vào cái chỗ liền nhà của em Sử để cho anh ấy xem xét rồi cái chỗ đấy xem là cái công thợ của anh ấy lấy bao nhiêu. Và cháu Lực cũng sẽ chỉ luôn là anh sẽ làm từ đây đến đây và cho anh xem cái bản vẽ mà cháu Lực đã vẽ ra để hoàn thành cái ngôi nhà cho em Sử của bác. Và cháu Lực cũng bật mí một chút là cái bản vẽ này thì cháu Lực sẽ làm giống như cái ngôi nhà của bên A Báo với A Hải ở bên kênh chị Quyền Yển TV của bác. Cái ngôi nhà như vậy thì cũng rất là rộng rãi cho các em rồi. Hay và hầu như là cháu Lực nhìn thấy cái ngôi nhà được làm như thế và có làm một công trình phụ nữa thì cháu Lực thấy là ngôi nhà như vậy thì rất là đẹp cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà gửi tới cho em Quân và ông bà cô bác. Đây thì là phần quà của một bác là bác Hồng. Bác ấy có nhờ cháu Lực và đem tới cho em Quân. Thì cũng như mọi khi thôi, cháu Lực đều để xe ở chỗ này, xong thì cầm đồ này, xong là vác đồ này đi xuống cái nhà của em Quân cô bác. Cái đường này thì trước kia thì hình như là bà con vấn đảo đường xe máy xuống hay sao cô bác. Nhưng mà do là không biết ra như nào nữa, không biết là tình hình là đất không được suôn sẻ hay sao ấy. Cho nên là bây giờ là chỉ cho là đi bộ xuống, không có cho đi xe máy cô bác. Cái con đường này nếu mà để mà đào được cái đường xe máy xuống ấy cô bác thì phải đổ bê tông rất là dày thì nó mới cứng được. Tại vì ở trên này thì nó như kiểu là cái nguồn nước cô bác, cái mạch nước ấy nó cứ dò mà chảy theo cái đường mòn xuống thôi. Ở đây thì bà con ở trên này hay dùng cái cây tre này cô bác này để làm cái ống dẫn nước đi vào ruộng. Và bà con ở đây thì đục cái chỗ này ra đấy cô bác, cái chỗ này là cái chỗ mà đuốc cái tre ấy cô bác. Đấy, thì nó sẽ không có lấy được nước vào để tới ống bên kia. Thì chỗ này bà con cứ sẽ đục ra xong là làm thành một cái ống mà chảy dài đến tít tận kia luôn. Mấy hôm trước thì thời tiết ở trên vùng cao của bác mưa khá là nhiều. Thành ra là có hôm mà cháu Lực đi vào cái nền nhà của em Sử ấy, vẫn đội áo mưa rồi nhưng mà do không may là vẫn bị mưa dính một chút. Thành ra là hôm nay là bị đau họng luôn cô bác ạ.
Vâng, thì vừa rồi cháu lực lên thì điện cho em ấy thì không thấy em ấy bắt máy cô bác. Có những lần thì cháu lực hỏi em bảo là tại sao đi đâu mà không cầm theo điện thoại, thì em ấy bảo là sợ là cầm theo đi trong người cô bác thì làm rơi hay là cái gì nó đập trúng nên ra là bị hỏng thì em ấy không có dám cầm. Nhà em Quân thì cũng ở gần một cái rừng già này cô bác. Từ cái chỗ rừng này trải ra bên kia thì rừng khá là sâu. Ở bên kia thì không, hầu như là không thấy cái ngôi nhà nào nữa. Quân ơi, thấy quỷ đấy à? Quân thì vừa rồi cháu lực điện không nghe thì chắc là không cầm theo điện thoại của bác, đang lấy củi ở dưới kia. Bây giờ thì cháu lực sẽ phải tìm cái con đường mà đi vào chỗ em Quân đang lấy củi nữa. Đi vào đường nào đấy Quân ơi? Đi vào đường nào vào ấy? Đường nào? Quay lại à? Không phải à? Trơn đấy. Cái đường này đất đỏ này trơn lắm cô bác ạ. Còn quà thì bây giờ cháu lực để đây nhá. Rồi thì một tí nữa sẽ đem xuống cho em ấy sau. Đi xem em Quân là lấy củi như thế nào rồi. Lấy được nhiều chưa? Lên tận đây lấy củi à? Rồi anh chào Quân nhé. Cái cây này cây gì như thơm thơm đấy nhở? Không biết tên à? Con chào cái ông bà có chú anh chị ạ. Này, đeo cái mic này vào tí. Thôi thì mới nghe thấy nói gió được. Chỉ à. Anh em mình nói chuyện nhỏ quá. Hôm nay thì anh cũng bị đau họng rồi. Ra đây lâu rồi à? Vâng ạ. Toát hết cả mồ hôi rồi. Con chào cái ông bà có chú anh chị ạ. Đây là cái dao à? Ây à, xem nào. Cái này là cái vỏ dao à? Vâng. À, để đựng. Cái này thì ai làm? Ông ạ. Ông làm à? Vâng. Có cái vỏ dao này thì mình lúc mà mình vác củi đi thì mình lại đút vào đây à? Vâng. Này con chết. Hôm nay thì không đi hộ ai à? Hôm nay không có ai gạt ạ. Hôm nay không có ai gạt à? Vâng ạ. Anh thấy ở dưới kia có một nhà, cái dưới kia gạt đấy. Gạt thì nhà kia không thuê ạ. Không thuê à? Vâng ạ. Ồ, thành ra là em đi lấy củi luôn à? Vâng ạ. Cái chỗ rừng này là rừng của nhà em đúng không? Vâng ạ. Ôi cái cây đấy nó bị sâu ăn hết rồi, đục hết rồi. Vâng ạ. Mày Hiếu đi học về nhà chưa? Về rồi ạ. Về rồi à? Vâng ạ. Hôm nay thì ai đi đón? Là hôm... À nhầm, hôm nay không đi học đâu, hôm nay là thứ bảy. Hôm nay thứ bảy à? Vâng ạ. Cái cây này cũng rất là ngứa đấy nhỉ? Vâng ạ. Anh nhìn thấy. Vâng ạ. Cái cây này thì nếu mà cạo cái lớp vỏ ra đúng không? Vâng ạ. Lớp vỏ ra thì nó ngứa, nhưng mà không, mình không cạo vỏ ra thì không có ngứa đâu. Vâng ạ. Ông bà thì nay đi đâu rồi? Ông thì lúc đấy đi lấy cỏ, em về lấy củi ấy. Bị ốm hay sao ấy? Vâng ạ. Hình như là hai anh em mình đều bị cúm với nhau rồi. Vâng ạ. Thế một tí nữa thì lên cái chỗ mà anh trọ kia kìa. Vâng ạ. Nhá. Lên chỗ nhà của anh kia kìa, xong là anh đưa cho mình ít thuốc nhá. Vâng ạ.
cái lọ thuốc trên kia thì lọ thuốc cháu Lực để trên nhà của bác thì cũng được bác Thảo Đỗ là gửi cho cháu Lực và bảo cháu Lực là xe ra là cùng các em. Và hôm nay cháu Lực xuống thì cũng lại quên mất của bác ạ. Không hiểu sao dạo này cháu Lực rất là hay quên của bác. Trong thời gian qua thì có những cái gì mà không có phải thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm và nhắc nhở cháu Lực và đóng và có thể là gọi điện thoại cho cháu Lực trực tiếp và chỉ dạy cháu Lực nhiều hơn cô bác nhé. Cháu Lực thì có thể nói là một con người ở trên vùng cao của bác. Từ nhỏ tới giờ thì có thể nói là kiến thức mà đi học thì không có được gọi là học xa trong rộng mấy cô bác. Cô bác thì có kinh nghiệm rất là nhiều rồi và cô bác có thể là chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn. Cái đấy là mình chặt đi à? Vâng ạ. Hôm nào mà người ta thuê em ấy để đi làm ấy cô bác thì em quân đi. Còn hôm nào mà không có ai thuê thì em quân ở nhà là đi lấy củi này, đi lấy cỏ này, làm mọi thứ công việc ở nhà luôn. Quân thì lên ăn cơm nhá. Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng ạ. Còn đói không? Anh có một cái bánh này. Em chưa đói ạ. Chưa đói à? Vâng ạ. Lấy một tí nữa thì đói thì anh em mình chia bánh ăn nhé. Vâng ạ. Mai là lại ngày chợ phiên rồi nhỉ? Vâng ạ. Hôm bọn thì anh dặn thì mai lại sớm nhưng mà đi lên trên với anh nhá. Vâng ạ. Điện thoại thì em thường để ở nhà, không cầm theo à? Em cầm theo ạ. Cầm theo á? Vâng. Thế vừa rồi anh điện thì không nghe máy? Chắc là em bật im lặng, em không nghe thấy. Bật im lặng à? Vâng. Anh ra đây ăn bánh đi. Đây anh có một cái bánh này. Anh em mình chia nhau ăn đây. Anh em mình chia nhau ăn. Vâng. Đây cháu được lên thì mẹ cháu được làm cái bánh ấy cô bác. Hôm qua thì là ngày rằm ngày cháu trung ấy. Thì có làm một chút bánh này. Đây anh em mình mới vừa một nửa. Em bỏ ra đi. Cái bánh này thì cũng được gói bằng vỏ chuối thôi. Đi nghiền bột xong là trộn một ít đường nữa. Xong là để hấp lên thôi. Thơm không? Thơm không? Khó. Đây, lấy cho anh miếng nhỏ kia. Vâng rồi. Đây, lấy dao cắt ra một nửa đi. Đây, lấy dao cắt ra một nửa nữa. Anh lấy miếng chia cho nó bằng nhau chứ. Anh em mình tình cảm mới chằn chề được. Vâng. Trong này thì có một ít nhân là bằng đậu đố đúng không bác? Đậu giá nữa. Quân đi ăn cơm sáng chứ không à, lên đây rồi chứ. Vâng ạ. Quên, mấy con có bà bánh đi. Tỉnh nhá. Quên rồi. Con người có ông bà, có chú chị, cùng cháu ăn bánh ạ. À. Cùng con bánh ạ. À. Hàng cháu Lực cũng mời tất cả các ông có bà, có chú anh chị là cùng hai anh em
ăn bánh. Chắc đói rồi mai à? Vâng ạ. Hơi đói rồi đấy à? Vâng ạ. Ôi, anh lấy con kiến ra. Vâng. Kiến anh đốt đâu lắm ấy. Chụp bèn không? Có không? Có ạ. Bây giờ phải chặt thành bó chứ? Vâng. Chặt thêm cái gì ạ? Em chặt làm dây ạ. Chặt để làm dây à? Vâng. Chỗ bên kia thì có phải của nhà em không? Không ạ. Không phải đâu ạ. Vâng ạ. Nhà em là từ cái... đến cái suối này lên ạ. Cái suối kia đây ạ. Vâng ạ. Cái đường trên này là trước kia người ta lấy xe máy xuống đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ người ta không cho nữa à? Có nhưng mà đường hỏng hết rồi. Đường hỏng hết à? Vâng. Nhưng mà không ai sửa à? Vâng, không ạ. Cái đường này nếu mà đi xuống thì chỉ có đi xuống nhà em với lại mấy cái nhà ở dưới kia thôi chứ. Vâng ạ. Đến đường lớn tít dưới kia nữa. Ở trong rừng này thì rất là nhiều muỗi. Đặc tương gì à? Cắn sưng hết chân rồi. Những cái chỗ nào mà mình không mặc cái quần dài tới. Quý không ơi. Thế phải lấy bùa làm đôi chứ, phải lấy trẻ làm đôi đi. Vâng. Trẻ làm đôi thì nó mới buộc được chứ. Lắp vào xuống, lắp vào nó. Con dao cầm chưa? Chưa ạ. Ra đây, ra đây, từ. Anh đừng có động cây sơn này nhá. Cái nào? Nè. Cái này á? Vâng ạ. Là cây ngứa à? Vâng ạ.
Cây này cũng là cái cây mà nó rất là ngứa đấy các bác này. Quân thì bác củi cho được thì cầm cái thùng quà này đi theo em Quân của bác. Nặng à? Tầm bao nhiêu cân? Tầm 2 mấy. 2 mấy cân à? Không phải cây khô thì nó nặng. Không phải cây khô nó nặng hơn. Hôm nay thì anh lại đem theo một cái thùng Phật quà nữa. Đây thì chắc là anh nhìn bên trong này thì cũng là quần áo thôi. Em được tất cả các bác mà giúp đỡ em thì em có thấy vui không? Có. Người quần áo cho em rất nhiều và vui không? Có. Trong thời gian vừa rồi mà nếu mà không gửi cho mình thì không biết là mình lấy đi đâu lại áo ra để mặc nha. Vâng ạ. Cả ông với bà nữa, ông với bà thì sắp đến mùa đông rồi. Vâng ạ. Một mình em tự làm mọi thứ như này thì em có thấy mệt không? Không, em chỉ thấy ông bà vui là em vui rồi. Lúc nào mà mệt thì lại nghỉ xong thì lại tiếp tục làm à? Vâng ạ. Cứ như thế thôi à? Vâng ạ. Tí thì nhớ tí thì lên chỗ anh thì bảo anh lấy thuốc cho nhá. Vâng. Anh cũng hay quên. Vâng. Anh cũng bị... không biết là anh đang bị cảm cúm hay là không biết là bị ai nhớ không? Anh nhà em Quân thì đã được nằm ở tít dưới kia các bác này, một cái ngôi nhà mà nhỏ nhỏ là nằm ở bên kia. Ở trong cái ngôi nhà đấy chỉ có 4 ông cháu mà sinh sống thôi. Hôm nay thì có vẻ là nắng rất là đẹp này các bác này. Ở phần xa xa tít bên kia thì có một số nhà thì cũng là đang gạt đấy các bác. Trước kia hồi nhỏ cháu được đi học ở trên điểm trường như các bác thì do là không có xe máy, ở nhà là bố mẹ không có xe máy cho nên là cháu được phải đi bộ ở đường nhỏ như các bác này. Đấy, góc tay cháu đang chỉ này, đi men theo cái đường kia và đến cái điểm trường để mà học. Bây giờ thì chắc là đường kia không có ai đi nữa Quân nhỉ? Vâng ạ. Bây giờ thì cháu Đức có xe máy rồi, đi xe máy thì đi vòng ra tít bên kia, đi theo cái đường lớn, đường bê tông mà được nhà nước người ta hỗ trợ là đổ. Buổi sáng thì không có ở bên ở bán chú đâu, đi học về, đến giờ nghỉ xong lại lóc cốc đi bộ về, xong mà đến sáng là 5:30 thì đã phải dậy rồi, dậy xong mà đánh răng, xong mà rang cơm. Ăn sáng nhưng mà tiếp tục lại đi học các bác. Đi từ dưới nhà của cháu Đực mà đến điểm trường kia thì đi bộ thì ít nhất phải rơi vào tầm độ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng các bác ạ. Mà toàn là đi lên đồi thôi. Nhưng mà đợt đấy thì còn bé, thành ra là có rất là nhiều bạn bè ở gần nhà cháu Đực nữa cùng đi học cho nên là đi cũng rất là vui. Đi phải là một đoàn luôn đấy, tầm 6-7 người đi. Mỗi người là đựng một cái cặp sách sau lưng nữa. Xong rồi có hôm mưa thì có hôm thì lấy ô theo, có hôm thì lấy cái tấm mà ni lông ấy, tấm ni lông để đội lên đầu xong lại đi học thôi các bác. Nghĩ lại cái khoảng thời gian đấy thì phải nói là một cái kỷ niệm mà tuổi thơ mà rất là đáng nhớ luôn. Bây giờ thì anh em mình đi về nhà thôi nhỉ? Vâng.
quân thì ở nhà thì rất là chịu khó cô bác. Hầu như là xung quanh nhà của em Quân đấy cô bác. Quên nước là bị dò à? Vâng ạ. Đây là nước nhà em à? Vâng ạ. Cái ống nước này bị đứt hết rồi. Vâng ạ. Cái ống nước thì cũng đã bị đứt nối đâu đó tầm là 2 đến 3 đoạn rồi. Chỗ này thì có một đoạn màu đen này, một đoạn màu xanh lá cây này, xong rồi một đoạn là màu xanh nước biển này. Em Quân này phải nói là một cái cậu bé mà ở nhà thì rất là chịu khó luôn các bác. Không có nể hà những công việc gì cả. Em ấy bảo là lúc nào mệt thì em ấy ngồi nghỉ, xong hết mệt thì em ấy lại làm. Như là xung quanh nhà của em Quân ấy cô bác, thời gian này thì cháu Lực đều thấy là mọi cái công việc ở dưới nhà, như là gặt này, xong là buộc rơm ở trên, buộc rơm ở dưới kia hộ người ta, thì em Quân cũng là đều làm hết. Mặc dù một ngày chỉ đỡ độ tầm độ 50.000 đến 100 thôi, nhưng mà em ấy vẫn là rất là tích cực để làm. Hôm nọ thì cháu Đức hỏi em bảo là tiết kiệm được bao nhiêu rồi, thì em bảo là tiết kiệm được 120 rồi. Cái tiền đấy thì để đó lúc nào mà bà ốm, ông ốm, bà hưu ốm thì còn là biết lấy tiền đó để mà mua. Còn là như gạo với lại thực phẩm thì mọi cái thì hết thì cháu Lực đều mua xuống cho em rồi. Thì em ấy không có lo về cái phần này mấy thôi cô bác. Ngôi bộ của người bố của em ấy thì còn là rất là mới cô bác. Hầu như là còn chưa có được mọc nhiều cho lắm. Mới bước vào cái ngôi nhà của em Quân cô bác, một cái ngôi nhà mà cháu Đức cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi. Một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ và bên ngoài thì đang được làm rửa rang thôi. Còn như cháu thì còn được quay một cái tấm pro thôi, còn chưa đến tận sát cái chân cái chỗ mà mái hiên đâu, còn hở ra đâu đó còn tầm 1 mét này. Vừa rồi thì cùng với em Quân là vừa về đến nhà thì ông cũng về luôn cô bác. Ông thì mặc có những cái bộ áo mà các bác gửi cho ấy, mặc lên nhìn là rất là đẹp cô bác. Lồng cúng ấy đẹp ra mai cũng. Thì hòn nhà mà. Hòn nhà. Ông thì vừa bảo với cháu Lực rằng là đi cắt cỏ từ sáng, xong mà đến vừa mới về nhà cô bác, vừa mới ăn cơm xong. Còn là em Quân thì ăn từ sáng rồi, xong là đi lên rừng để đi lấy củi. Và hôm nay thì cháu Lực lên, cháu Lực cũng có đem một cái phần quà là của bác Hồng Thị Nở, bác ở thị trấn Chi Xé, huyện Chủ Xé, Gia Lai. Và bác có gửi cho cháu Lực là chỗ này là chắc là quần áo hay sao cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cho em Quân. Em Quân thì hộ anh bóc ra một chút nhá. Em Quân vừa bóc ra thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình luôn cô bác ạ. Bác thì gửi quần áo lên bọc và rất là kín của bác này, sợ rằng là bị quá trình mà vận chuyển là bị dính nước hay là như thế nào đấy. Bác bọc rất là nhiều lớp băng dính. Bà thì với bé Hiếu thì vừa rồi bảo là đi lấy con lợn đúng không? Không qua ở nhà cho nên là bé chú phải đi theo để lấy rau lợn. Và là vừa trong bé hữu mà vừa lấy rau lợn đấy. Ui, quần áo. Quần áo hết rồi đúng không? Vâng. Đây, cháu Lưng nhìn thấy ở bên ngoài thì là quần áo của bé hữu nhìn là sẽ nhiều hơn. Quần áo của bé hữu đúng không? Vâng. Đấy, cái bộ đấy thì đến mùa đông thì chắc là bé Hiếu mặc rất là ấm luôn cô bác này. Còn là bây giờ thì bé có thể mặc được những cái bộ quần áo phong này này. Hầu như là những cái quần áo, bộ quần áo rất là đẹp cô bác. Được bác cất rất là kỹ và gấp rất là gọn gàng. Đấy. Xem là bên trong là có gì không.
xem từng cái món đồ một, sợ rằng là bác sẽ để một cái phong bì ở đấy hay là như nào đấy cô bác. Và mỗi lần mà cháu được bóc những cái bóc thùng đồ của các bác ra đấy thì cháu được phải là bóc ra để thử ký, để lỡ là không may là có cô bác có gửi trong đấy một cái phong bì thì cháu Lực với lại em Quân không có biết đấy cô bác. Em một số cô bác thì cũng có bảo với cháu Lực rằng là sao phải bóc ra nhiều như vậy, bóc ra thì một tí lại bỏ vô cô bác. Bây giờ thì cháu Lực phải bóc ra thì mới biết là bên trong có những cái đồ gì ấy cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực và hiểu cho cháu Lực ở cái điều này cô bác nhé. Này thì hầu như là bộ nào bộ đấy cũng vừa bé hiếu rồi nhỉ? Vâng ạ. Bác thì theo dõi qua những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thôi. Và bác nhìn nhận được ra là bé hiếu mặc sai thì sai gì ấy cô bác? Ôi chồng. Đấy là những đấy là thành bộ luôn hay sao ấy đúng không? Vâng ạ. Đấy, áo ba lố này thì hiện tại thì đến mùa này có để mặc được này. Nhưng mà đến đêm thì không có mặc được đâu, đến đêm thì lạnh rồi. Vâng ạ. Đấy, bác thì gửi ra xong là buộc dây nịt rất là kín này cô bác này. Rất là cẩn thận và rất là chú đáo. Đấy, thùng quà này thì hầu như là quần áo của bé Hiếu nhiều thôi. Hôm nay thì xuống thì không có gặp em ấy rồi cô bác. Em thì đang đi theo bà để lấy rau lợn. Không biết là đi tận đâu để lấy rau lợn. Những cái bộ quần áo mà cũ cũ của bé Hiếu ấy thì mặc không có vừa nữa nhá. Vâng. Anh thấy là lên là rất là ngắn, hở rốn rất là nhiều đấy. Vâng. Thì bây giờ được các bác gửi cho thì mặc những cái bộ này nhá. Vâng. Còn là những cái bộ nhỏ nhỏ ấy thì em giặt đi xong là cất lại nhá. Vâng. Bây giờ thì bé Hiếu đi học thì có thêm những cái bộ quần áo mới để mà đi học rồi cô bác. Em mới về thì bẩn thì em giặt luôn nhá, đừng để lâu quá nhá. Vâng ạ. Để nó lâu quá là nó giặt nó không có được ra. Vâng ạ. Đấy cái áo đấy thì sau này mùa này thì mặc được đấy, buổi sáng sớm ấy. Vâng. Em mới đi học lạnh ấy, có cả mũ trùm luôn. Vâng. Đẹp không? Có. Có à? Vâng ạ. Đấy đây như này thì rất là mới, em thử dơ xem nào, xem ấm không? Có ạ. Đấy. Đấy, rất là đẹp này cô bác này. Đấy, những cái bộ áo len này. Ông với lại bà với lại Quân thì có rất là nhiều rồi. Đấy, hầu như là những cái bịch nào mà bác gửi lên ấy cô bác thì bác đều là buộc cái dây chun này này cô bác này. Bác buộc rất là kỹ và rất là cẩn thận. Đấy, đây thì có một cái bộ áo phao này. Vâng ạ. Đấy. Váy. Tí nữa về thì chắc là em ấy rất thích nhỉ. Hôm qua thì có những cái bộ váy thì có thích không? Có. Vâng. Đấy, cái áo này thì đấy, buổi sáng sớm ấy, áo khoác ấy nhá. Vâng ạ. Bác nào thì bác thì buộc bộ nào ra bộ đấy luôn cô bác ạ. Đấy, xong thì lại một tí nữa thì cất đi xong là để cho em nhá. Vâng. Rất là nhiều quần áo mới luôn cô bác. Hầu như là chúng này cháu Lực nhìn thấy đều là vừa cho bé Hiếu hết rồi. Không có bộ nào mà quá bé, không có bộ nào mà quá lớn nữa. Bây giờ nếu mà gửi những cái bộ, bây giờ mà mua hay là các bác gửi những cái bộ quần áo cho bé Hiếu với lại em Quân thì các bác cũng rất là tâm lý khi biết là các em sau này sẽ lớn hơn, sẽ gửi những cái bộ quần áo mà rộng ra một chút. Cái dây nịt đấy thì lấy cất đi để sau này mình buộc lại cái gì đấy. Đây. Ông thì lúc nào cũng nhìn thấy em Quân bóc những cái thùng quà ra là có những cái món đồ dành cho hai cháu rất là vui mừng trong lòng. Và kèm theo đó thì ông bà cũng có rất là nhiều những cái quần áo phải có là có cả phần vật chất này, có cả tinh thần luôn. Đấy, cháu Lực cũng thay mặt em Quân với lại ông bà với lại bé Hiếu
gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng Thị Nở. Chúc bác cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều. Bác rất là tâm lý khi gửi những cái bộ quần áo và nói là rất là vừa vặn cho bé Hiếu trong thời gian này thì nếu mà không có các bác gửi quần áo lên cho các em thì thật sự ra để mà nói để em Quân đi kiếm tiền đi mua được những cái bộ quần áo thì phải nói là rất là khó của bác. Bây giờ thì đi kiếm mua thức ăn còn không có còn là sợ mà thiếu chứ làm sao mà nghĩ tới mua những cái bộ quần áo mới này, mua những cái món đồ mới cho bản thân mình được. Quân thì gửi một lời cảm ơn tới bà Hồng Thị Nở nhá. Con cảm ơn bà đã gửi những quần áo cho em của con. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Con rất vui khi thấy em có những bộ quần áo mới và quần áo của em đã nhỏ hết rồi ạ. Còn bây giờ thì chắc là bé Hiếu thì với bà thì đi lấy rau lợn ở tận đâu? Chắc là tít dưới suối dưới kia. Tít dưới suối dưới kia à? Ừ. Thế thì một tí nữa em phải đi đón bà nhá. Ừ. Đấy, vừa rồi thì ông thì cũng đi lấy cỏ. Còn bà thì ở nhà trong bé Hiếu một mình ấy cô bác. Bà cũng không còn nỡ là ở nhà chỉ để trong bé Hiếu thôi. Và bà còn kèm theo đó là đi lấy rau lợn này. Xong là phụ được em Quân. Việc nào thì bà sẽ phụ. Còn bây giờ bà thì chỉ có là trong bé Hiếu là nhiều thôi cô bác. Thế bây giờ việc lấy cỏ với lấy củi thì hai cái việc đấy thì đều dồn cho lại em Quân với lại ông là nhiều hơn thôi cô bác. Ông thì hiện tại thì chỉ có là đi xung quanh này lấy được những cái bó cỏ này, lấy được những cái bó củi về. Có hôm thì cháu Lực còn đi thấy ông là đi để đổi công nữa cô bác. Thì sau này đến lúc mà nhà mình gặt thì mới có người ra để mà giúp mình gạt được. Và trong thời gian qua thì đã được xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông, các bà, các cô chú, các anh chị đã gửi những cái lời động viên tới cho gia đình của em Quân, đã gửi những cái lời đóng góp ý kiến mà những cái lời đóng góp đấy còn hơn cả bố, cả mẹ của em Quân rất là nhiều cô bác. Còn bây giờ cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu được cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ.